Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay thứ sáu, ngày 23 tháng 7 năm 2021 có những nội dung chính như sau. Công bố và trao quyết định trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình khóa 15. Quảng Bình huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 7, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Đảng đoàn Quốc hội về việc thành lập tổ đảng và chỉ định tổ trưởng tổ đảng ở Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự lễ công bố. Tại buổi lễ, Đảng đoàn Quốc hội đã công bố quyết định thành lập tổ Đảng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình gồm các đảng viên là đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Quảng Bình và chỉ định đồng chí Vũ Đại Thắng làm tổ trưởng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Vũ Đại Thắng giữ chức vụ trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm giữ chức phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng trong chiều ngày 21 tháng 7, Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ nhất. Đại biểu Nguyễn Mạnh Cương và đại biểu Nguyễn Tiến Nam đã tham dự phiên họp của Ủy ban Tư pháp. Đại biểu Trần Quang Minh tham dự phiên họp của Ủy ban Tài chính Ngân sách. Các phiên họp đã công bố và ra mắt các thành viên ủy ban, triển khai các nhiệm vụ của ủy ban, xem xét cho ý kiến đối với dự thảo các báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tiếp tục được bầu giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa 15. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng qua ngày 22 tháng 7, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với 27 tháng 7. Sáng qua ngày 22 tháng 7, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Sở ở thôn Tân Hòa, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, thương binh Nguyễn Tấn Bắc ở thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tôi ở thôn Nguyệt Áng, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Can ở thôn Thể Lộc, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các đối tượng người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên các thế hệ con cháu nỗ lực học tập rèn luyện, chung tay xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Hôm qua ngày 22 tháng 7, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Đồng chí Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm bà Nguyễn Thị Bưởi là vợ liệt sĩ ở thôn Yên Hải, xã Cảnh Dương và bà Nguyễn Thị Kim Huệ, anh hùng lao động trong kháng chiến ở thôn Hòa Cương, xã Cảnh Hòa. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công hiến và đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và luôn là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu học tập và noi theo. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 22 tháng 7, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình và một số khu vực trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các vấn đề liên quan đến công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến tỉnh, đặt tại cơ sở của bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Theo báo cáo của Sở Y tế, ngay trong đêm 21 tháng 7, sau khi có quyết định kích hoạt bệnh viện dã chiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, các lực lượng chức năng đã khẩn trương giải quyết cho ra viện tất cả các bệnh nhân nặng được chuyển đến các cơ sở y tế điều trị khác. Đồng thời vận hành bộ máy bệnh viện để phân khu, chuẩn bị các khu vực điều trị riêng biệt, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng,
sẵn sàng đội ngũ nhân viên y tế, các trang thiết bị và cơ sở thuốc điều trị. Khi mà có quyết định kỹ thuật bệnh viện dã chiến của ban tỉnh thì chúng tôi khẩn trương lập tức huy động toàn bộ cán bộ của bệnh viện y dược cổ truyền để làm bệnh án cũng như làm các cái chế độ chính sách để cho bệnh nhân ra viện, chuyển bệnh nhân sớm nhất có thể. Chúng tôi đã chuẩn bị từ trước là các cái điều kiện cơ sở vật chất để sẵn sàng điều trị bệnh nhân COVID từ nặng đến nhẹ. Trước đây chúng tôi đã thực hành diễn tập, vì vậy thì chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID trong thời gian sớm nhất. Qua kiểm tra thực tế tại bệnh viện dã chiến tỉnh, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự khẩn trương quyết liệt của Sở Y tế và các lực lượng liên quan. Trong một thời gian rất ngắn đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ cho việc kích hoạt bệnh viện dã chiến theo quy định. Đồng thời đề nghị Sở Y tế, bệnh viện dã chiến tỉnh ra soát tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo để Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có hướng hỗ trợ giải quyết. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý ngành y tế và các lực lượng chức năng cần đảm bảo tốt công tác thu dung điều trị, không để lây nhiễm chéo trong khu điều trị và lây nhiễm chéo ra cộng đồng, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, cùng với việc đảm bảo kích hoạt bệnh viện dã chiến và chủ động phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống dịch, Quảng Bình đã và đang quyết liệt các phương án phòng chống dịch. Chúng tôi đã tập trung triển khai ngay, vừa đồng thời công tác phòng chống dịch khẩn trương triển khai ngay công tác truy vết đối với người tiếp xúc gần, trường hợp F0, đảm bảo đưa vào cách ly theo quy định y tế. Nhưng đồng thời là chúng tôi triển khai kế hoạch và phương án để triển khai làm tốt công tác tư tưởng, định hướng cho người dân hiểu đúng, hiểu đủ tình hình diễn biến dịch, đồng thời là không hoang mang, lo lắng để đảm bảo là tham gia tốt với các cơ quan chính quyền, các cơ quan chuyên môn, lực lượng tuyến đầu để đảm bảo là công tác phòng chống dịch hiệu quả cao nhất. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thắng cũng đã đi kiểm tra công tác đảm bảo phòng chống dịch tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tỉnh ở khu vực phong tỏa thuộc phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Đồng chí đề nghị cả lực lượng tại chốt cần tập trung triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, chú trọng công tác kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện. Lưu ý, lực lượng làm việc tại các chốt kiểm soát dịch tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ tốt sức khỏe và thực hiện các quy định về đảm bảo y tế khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Đồng chí cũng chỉ đạo chính quyền địa phương quan tâm thăm hỏi động viên và thường xuyên kiểm tra hoạt động của các chốt, tăng cường bố trí nhân lực tại các chốt kiểm soát y tế phù hợp. Đồng chí yêu cầu chính quyền thành phố tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định về phòng chống dịch theo chỉ thị số 15 và chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm tra tại siêu thị cấp mắc Quảng Bình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như việc chuẩn bị cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm, hàng hóa và đảm bảo giá cả bình ổn phục vụ cho người dân tại đây. Đồng thời yêu cầu siêu thị cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nâng giá, găm hàng, phải làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, khai báo y tế phòng dịch, kiểm soát người ra vào siêu thị nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hôm qua ngày 22 tháng 7 là ngày đầu tiên thành phố Đồng Hới thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 sau khi ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn vào tối ngày 21 tháng 7. Các hàng quán đóng cửa, các tuyến đường vắng bóng người là hình ảnh ở một số địa bàn trong ngày đầu thành phố Đồng Hới thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Người dân đã hạn chế ra đường và thực hiện nghiêm các quy định về 5K. Các cơ sở, cửa hàng dịch vụ không thiết yếu trong thành phố đã đóng cửa. Những điểm kinh doanh hàng hóa thiết yếu vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo yêu cầu phục vụ người dân. Các dịch vụ ăn uống giải khát thực hiện giao hàng tận nhà, được các hộ kinh doanh tăng cường hơn mọi ngày. Trung tâm có thực hiện là ngừng bán tại chỗ, chỉ phục vụ khách mang về và ship hàng cho khách. Còn theo đó là các nhân viên là đều là thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch. Gia đình dọn dẹp lại quán để đưa những thực phẩm mà hàng tươi sống á thì ra để nhà để bảo quản, làm xong là dọn dẹp xong để về cho sạch sẽ để chứ hủy thịt ra bán lại. Theo tôi thì bà con cũng bình tĩnh, cũng không nên là hoang mang và cũng dự trữ thực phẩm cũng vừa đủ thôi, rồi chúng ta sẽ là khắc phục dần dần. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới thường ngày có lưu lượng phương tiện giao thông tham gia rất đông, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Thì trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, lượng người lưu thông trên các tuyến đường giảm khoảng 70%. Tại một số công viên, nơi thường tập trung đông người đến đây để hóng mát, tập thể dục
thì nay cũng trở nên vắng vẻ và yên tĩnh hơn. Ý thức của người dân là rất là tốt và là chấp hành rất là nghiêm các cái quy định của chính quyền địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền ở hệ thống loa truyền thanh, tăng cường công tác kiểm tra để chấn chỉnh các cái vi phạm nếu có xảy ra và sẽ kiên quyết xử lý các cái trường hợp cố tình vi phạm. Cách ly xã hội hoặc giãn cách xã hội là biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19. Điều quan trọng nhất chính là ý thức của mỗi một người dân trong việc tự giác thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Tại vùng thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã được triển khai nghiêm túc. Đúng 0 giờ ngày 22 tháng 7, lực lượng chức năng đã thiết lập các chốt rào chắn để kiểm tra kiểm soát người dân trong khu vực thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Phạm vi vùng cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 bao gồm tổ dân phố 5, 15, cùng 4, 5 của tổ dân phố 4, cùng 1, 2, 7 của tổ dân phố 6 với khoảng 600 hộ dân, trên 2.400 nhân khẩu thuộc địa bàn phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Đây là khu vực gần nhà của ca dương tính SARS-CoV-2 là tài xế taxi đã được công bố vào đêm 21 tháng 7. Tổ chức này bảo đảm trong và ngoài không được xâm nhập vào khu cách ly. Những người thành công vụ thì được ra vào. Còn những người nào mà bận đất có giấy xác nhận của y tế tại trung tâm thì chúng tôi sẽ cho ra ngoài đưa lên bệnh viện. Bản thân tôi thì chính quyền địa phương nhận được là lập một chốt phong tỏa ngăn cách xã hội như này là rất hợp lý, bảo đảm an toàn cho người dân bản thân và là tất cả xã hội. Theo ghi nhận bước đầu, trong khu vực cách ly xã hội theo chỉ thị 16 thuộc phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, người dân đã chấp hành khá tốt những quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Chính quyền địa phương cũng đã có những phương án cụ thể để cung ứng đầy đủ lương thực thực phẩm, đảm bảo đời sống sinh hoạt cho người dân trong thời gian thực hiện cách ly phong tỏa. Tôi đang đưa thực phẩm cho chị dâu ở trong nội mới sinh cháu mới được chứ đường tháng thôi. Rồi chúng liền về nói chung cùng tôi mà nói để chuẩn bị đi mua đồ ăn đi bữa dịch phong tỏa cái bữa sống đấy. Tôi cũng khuyên là nói thôi đi chứ thì chấp nhận như rửa đi. Rồi sẽ tôi cũng sẽ qua hết mọi chuyện tôi cũng sẽ tốt đẹp như trước. Bên cạnh việc chấp hành cả quy định ngăn chặn dịch COVID-19 của chính quyền địa phương trong khu vực cách ly xã hội, thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm cả quy định về phòng chống dịch, có chế độ sinh hoạt lành mạnh nhằm nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Hôm qua ngày 22 tháng 7, phóng viên thời sự Đài Phát Thanh Truyền Quảng Bình cũng đã có mặt tại một số chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Hới để phản ánh việc chấp hành cả quy định trong phòng chống dịch COVID-19 của người dân. Chợ Công Đoàn, phường Bắc Lý, nằm cận kề với khu vực đang bị phong tỏa ở phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Trong buổi sáng ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người dân ở hai phường Bắc Lý, Nam Lý và một số địa phương lân cận vẫn tập trung đông đúc để giao thương buôn bán. Giờ quá đông luôn, ngay như là họ đi mua cho họ đây dự trữ. Theo quy định, các chợ dân sinh, chợ đầu mối, cửa hàng cung cấp lương thực thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu vẫn được phép hoạt động. Tuy nhiên, với mật độ mua bán đông đúc như thế này, sẽ khó tránh khỏi nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng ngày 22 tháng 7, tại chợ Đồng Hới, tất cả người dân đều tuân thủ đeo khẩu trang, nhưng đa số vẫn chưa chấp hành quy định giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Ngày hôm nay thì em tranh thủ để mua những cái đồ ăn giống như thịt cá để bỏ tủ lạnh để ăn dân đó. Mọi người trong gia đình đều ý thức được cái việc thực hiện 5K, mà mọi người thì là ở nhà và hạn chế đi ra ngoài. Để cung cấp đầy đủ lương thực thực phẩm, đảm bảo đời sống dân sinh trong những ngày phòng chống dịch, Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ, chủ động nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá, đảm bảo hàng hóa dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong tình hình hiện nay. Cửa hàng đã hoạt động cũng được gần 5 năm. Vì vậy mà cả cái mỗi nhà cung cấp của mình ấy, nó cũng rất là ổn định. Vì vậy mà khi mà xe một vài tỉnh có ngưng xe thì mình cũng đã chuyển sang cả phương án như xe tải hoặc tàu. Nên việc đảm bảo hàng hóa vẫn đảm bảo chất lượng cũng như là quyết tâm là giữ vững cái giá cả để đảm bảo được cho khách hàng tỉnh ổn định lâu dài. Mình liên hệ với đơn vị shipper mà mình làm việc hợp đồng mấy lâu ấy thì mình sẽ làm việc với họ để đưa hàng đến tận nơi cho cả cái hộ gia đình mà cần phải đưa hàng đến. Theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, người dân không được tụ tập từ 10 người trở lên ngoài công sở, bệnh viện, trường học, hạn chế di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác. Vì vậy,
hơn ai hết, mỗi người phải là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch, cần hạn chế ra đường, tránh tiếp xúc đông người và tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và cả quy định khuyến cáo của chính quyền địa phương và cả cơ quan chức năng. Tại huyện Minh Hóa, địa phương này đã chủ động các phương án bình ổn giá cả thị trường nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân. Trong khoảng một tuần gần đây, siêu thị Diễn Hồng, một trong những siêu thị lớn trên địa bàn huyện Minh Hóa, đã chủ động các nguồn hàng tập trung vào nhu yếu phẩm, đồng thời cam kết không tăng giá các mặt hàng. Siêu thị Diễn Hồng cũng là triển khai các phương án dự trữ hàng hóa về các lương thực, thực phẩm, gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trên địa bàn, cũng đáp ứng là đủ nguồn cung để đảm bảo cho người dân mua sắm và cái lượng hàng hóa thì về cái giá cả thì ổn định và bình ổn giá, còn về cái số lượng hàng hóa thì đủ để cung cấp cho người dân trong giai đoạn dịch bệnh. Tại chợ truyền thống, số lượng người dân đi mua hàng hóa tăng cao so với ngày thường, chủ yếu là khẩu trang y tế, các loại rau củ quả, trứng, thịt, cá. Lượng khách tới mua ở tại nhà thuốc, các mặt hàng ở nhà thuốc thì rất là đông. Đặc biệt là về khẩu trang và nước sạch khuẩn tay. Về tất cả các mặt hàng ở tại nhà thuốc thì vẫn là bình ổn giá, không có chuyện tăng giá, luôn luôn phục vụ nhân dân với giá bình ổn nhất. Theo em thấy thì hôm nay thì kiểu tình hình dịch không ổn định lắm, nên là mặt hàng thì có một số mặt hàng thiệt yếu căn yếu lắm thì hẳn cũng có tăng lên nhẹ như là gạo hoặc là trứng. Nhưng mà các mặt hàng khác thì hẳn vẫn giữ nguyên được giá cả như chợ bình thường. Từ khi mà được cái thông báo về 3 trường hợp ở trên địa bàn nhiễm COVID, sars COVID 2, thì đội quản lý thị trường số 4 đã triển khai, gấp rút triển khai cái công tác nắm tình hình diễn biến thị trường, báo cáo về lãnh đạo cục, các cơ quan chức năng để kịp thời mà điều chỉnh. Đồng thời là anh em các đồng chí trong đội tăng cường và vừa được tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở, tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn không được là lợi dụng tình hình dịch bệnh để mà tăng giá bất hợp lý. Với sự chuẩn bị kịp thời chu đáo của cả cấp cả ngành trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, tin rằng người dân huyện Minh Hóa sẽ luôn chung sức đồng lòng cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để lùi đại dịch COVID-19. Để phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn, hiện nay một số địa phương ở thành phố Đồng Hới đã có những cách làm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Trong ngày 22 tháng 7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Đồng Phú đã gián thông báo trước cổng các hộ gia đình có người đang được cách ly theo dõi y tế tại nhà để hạn chế việc tiếp xúc gần trong cộng đồng dân cư. Cách làm này đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong phòng ngừa dịch bệnh, được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ. Trước đó, trong đêm 21 tháng 7, ngay sau khi có thông tin chính thức Quảng Bình có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó Đồng Hới có các trường hợp là F1, phường Đồng Phú và một số xã phường trên địa bàn đã liên tục phát đi thông báo, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh để kịp thời truy vết và khoanh vùng. Hôm qua ngày 22 tháng 7, Công an tỉnh Quảng Bình đã thành lập các tổ công tác để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện giao thông đi qua địa bàn thành phố Đồng Hới. Theo đó, mỗi tổ công tác phân luồng hướng dẫn giao thông có từ 3 đến 5 cán bộ chiến sĩ công an do phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh chủ trì, phối hợp với công an các huyện Bố Trạch và Quảng Ninh. Tổ công tác phía Nam thường trực tại nút giao thông Vòng Xuyến, phía Bắc cơ quan Hầu, huyện Quảng Ninh. Tổ công tác phía Bắc thường trực tại nút giao thông Vòng Xuyến ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, rẽ lên đường tránh thành phố Đồng Hới. Các tổ công tác có nhiệm vụ kiểm soát phân luồng, hướng dẫn nhằm hạn chế các phương tiện ngoài tỉnh đi vào địa bàn thành phố Đồng Hới và hướng dẫn nhắc nhở các phương tiện nội tỉnh nếu không có công việc thực sự cần thiết không nên đi vào địa bàn. Qua đó nhằm giảm bớt lưu lượng người và phương tiện đi vào khu vực thành phố để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Hôm qua ngày 22 tháng 7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao PA05 Công an tỉnh đã có buổi làm việc với ông LQB, thường trú tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về dịch COVID-19. Vào lúc 21 giờ 58 phút ngày 21 tháng 7 năm 2021, ông LQB đã sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải dòng trạng thái
Thông tin nhanh có ca nhiễm tên Đức ở Mai Thủy đã có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với COVID-19. Mọi người trong làng cẩn thận đi đường nhé. Hạn chế tập trung và đi vào các khu vực lân cận trên nhóm Facebook Lan Phan Xã. Sau khi phát hiện, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã liên hệ với CDC Quảng Bình để xác minh thì trường hợp được nhắc đến trong dòng trạng thái trên vào thời điểm đó là F1 của ca nhiễm COVID-19 tại Quảng Bình. Việc ông LQB đăng tải thông tin người này dương tính với COVID-19 là sai sự thật, gây hoang mang dư luận trong lúc cả hệ thống chính trị đang nỗ lực phòng chống dịch trên địa bàn huyện Minh Hóa và thành phố Đồng Hới. Sau một thời gian đăng tải, nhận thấy thông tin chưa chính xác nên người này đã chủ động gỡ bỏ nội dung trên Facebook cá nhân. Tại buổi làm việc, ông LQB đã thừa nhận do không tìm hiểu kỹ nên đã đưa thông tin sai sự thật. Hành vi này đã vi phạm điểm D khoản 1 điều 5 Nghị định số 72 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, vi phạm điều 8 Luật An ninh mạng. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt ông LQB với số tiền 5 triệu đồng. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều địa phương trên cả nước, người dân cần chuẩn bị tâm lý để thích ứng với quy định giãn cách xã hội. Vậy, giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 là như thế nào? Nội dung giãn cách theo chỉ thị số 15 có gì khác so với chỉ thị số 16? Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 là gì? Tức là quyết liệt thực hiện cấp bách các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đang lây lan nhanh trong cộng đồng. Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị số 15 CTTTR yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hạn chế tụ tập đông người để kiềm chế, kiểm soát hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn ứng phó dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe và tính mạng của người dân. Nội dung quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 quy định: các địa phương không được phép tổ chức hoạt động các sự kiện tập trung từ 20 người trong một phòng. Đối với các khu vực bên ngoài công sở, trường học, bệnh viện, không tập trung từ 10 người trở lên. Tại các địa điểm công cộng, người dân được yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được yêu cầu ngưng tổ chức các nghi lễ, hoạt động tập trung từ 20 người trở lên. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Chỉ thị 15 về giãn cách xã hội của Chính phủ khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch, vùng dịch đến các địa phương khác. Ngoài ra, các hoạt động giao thông công cộng được tạm dừng, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa để tránh tập trung đông người. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ tạm đình chỉ hoạt động, chỉ có cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu được mở cửa để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân. Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 được ban hành ngày 30 tháng 3 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Nội dung cách ly, giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 cụ thể như sau. Chỉ thị 16 CTTTR quy định địa phương thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, không bị đóng cửa, dừng hoạt động. Ngoài ra, người dân cần thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Chỉ thị 16 CTTTR của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe an toàn cho người lao động. Điểm khác biệt giữa chỉ thị số 15 và 16. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16 được áp dụng trong những thời điểm khác nhau. Trong đó, việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 được thực hiện ở mức cao hơn, thể hiện sự quyết liệt nhất với biện pháp cách ly toàn xã hội. Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố, phường cách ly với phường, phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. So sánh sự khác nhau giữa chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung đông người, chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020, dừng các sự kiện tập trung trên 20 người, một phòng.
Chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020, cách ly toàn xã hội, mọi người dân phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020, không tụ tập quá 2 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Khoảng cách an toàn tối thiểu, chỉ thị số 15, giữ khoảng cách 2 mét. Chỉ thị số 16, giữ khoảng cách 2 mét. Về các cơ sở kinh doanh, chỉ thị số 15, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Chỉ các cơ sở kinh doanh, các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa. Chỉ thị số 16, tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Chỉ các cơ sở kinh doanh, các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa. Về hoạt động vận tải, chỉ thị số 15, hạn chế di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác. Chỉ thị số 16, dừng di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Vào lúc 16 giờ chiều ngày 22 tháng 7, Bệnh viện Dã chiến Quảng Bình đã tổ chức tiếp nhận điều trị cho hai bệnh nhân COVID-19, gồm trường hợp bệnh nhân PCH ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hòa, huyện Minh Hóa và bệnh nhân NKCH ở đường Hoàng Diệu, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Trước đó, sau khi có quyết định kích hoạt tập thể cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh, địa điểm thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đã tập trung sắp xếp bố trí, làm thủ tục cho trên 200 bệnh nhân ra viện hoặc chuyển viện, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ngay sau khi tiếp nhận hai bệnh nhân, lãnh đạo bệnh viện dã chiến cùng các bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện đã tiến hành các hoạt động chuyên môn nhằm chăm sóc điều trị cho bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bệnh viện cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để đảm bảo công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời chuẩn bị khu vực ăn nghỉ cho đội ngũ cán bộ y tế làm việc tại bệnh viện. Phần cuối chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm tình hình trật tự an toàn giao thông. Từ 15 giờ ngày 21 tháng 7 đến 15 giờ ngày 22 tháng 7, hoạt động giao thông trên các tuyến được đảm bảo an toàn thông suốt. Các địa bàn trong tỉnh không có tai nạn giao thông cũng như các đột biến về giao thông xảy ra. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 75 trường hợp vi phạm luật giao thông, dự kiến phạt tiền khoảng hơn 165 triệu đồng với các lỗi vi phạm về nồng độ cồn 6 trường hợp, vi phạm tốc độ 21 trường hợp, xử lý 75 trường hợp vi phạm luật giao thông, dự kiến phạt tiền khoảng hơn 165 triệu đồng với các lỗi vi phạm về nồng độ cồn 6 trường hợp, vi phạm tốc độ 21 trường hợp, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm 15 trường hợp, không có giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe 8 trường hợp, không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe còn hiệu lực 15 trường hợp, các lỗi khác 10 trường hợp. Chúc quý vị và các bạn có ngày làm việc mới hiệu quả và luôn an toàn khi tham gia giao thông. Dự báo thời tiết ngày 23 tháng 7 năm 2021. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm 72 đến 95%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm 73 đến 95%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ, độ ẩm 66 đến 82%. Khu vực thị trấn Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm 72 đến 95%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ, độ ẩm 67 đến 84%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm 73 đến 86%. Khu vực thị trấn Quán Hầu mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm 68 đến 86%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm 67 đến 87%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5, độ cao sóng từ 1 đến 2 mét, biển bình thường.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, ngày có mưa rào vài nơi, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 75 đến 96%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.